giờ là điểm hẹn tin tức lúc 6 giờ sáng. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông và ông khẳng định là nền kinh tế Nga không hề sụp đổ. Kinh mạch thương mại tại Trung Quốc thì tăng đột biến. Thông tin chi tiết với các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Nga và Trung Quốc trong ít phút nữa. Còn thời tiết hôm nay thì mưa nhiều ở vùng miền nào trên cả nước thì cụ thể một lát nữa thì biên tập viên Minh Châu sẽ thông tin cụ thể để gửi tới quý vị khán giả. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin mới nhất về vụ cháy quán karaoke thảm khốc ở Bình Dương làm 33 người thiệt mạng. Thưa quý vị, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu